Chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để trồng những khúc thanh long vào trong cái chậu một long. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là có hai cách để ươm thanh long. Đó là một cách là ngâm vô trong nước và một cách là bó vào trong đất. Đó. Những cái nhánh thanh long này hồi mùa thu Quỳnh Mai đã cắt và bỏ vào trong cái bình đựng hoa nè các bạn, để ngâm nước cho nó ra rễ. Thì sau thời gian 3 tháng, tức là nguyên cái mùa đông cuối mùa thu, nguyên cái mùa đông giờ tới mùa xuân thì nó đã ra rễ rồi các bạn. Mình ngâm trong nước. Đó, các bạn nhìn thấy đó, cây thanh long của mình nó đã ra rễ rồi. Rồi bây giờ từ cái rễ này ngâm trong nước nó ra nên nó còn yếu, nên mình chưa có trồng nó. Mình sẽ bỏ nó vào trong cái chậu một long rồi bỏ potting mix vào để ươm nó. Chừng nào ở trên cái đầu của cái nhánh thanh long này nó mọc ra cái lá non thì mình sẽ bứng trồng vô trong cái chậu lớn nha các bạn. Thì đây Quỳnh Mai ươm được 4 nhánh đó, các bạn nhìn thấy nhánh nào nó cũng ra rễ rồi, mà cái rễ nó già rồi nè các bạn, nó biến thành cái màu vàng vàng, chỉ có một cọng hơi trắng trắng đó. Cái nhánh này nó ra rễ rất là nhiều luôn, nên là nó chắc ăn rồi đó các bạn. Và cái nhánh này nó cũng ra rễ luôn, tức là mình ngâm vô trong nước là tự động nó ra rễ các bạn. Thanh long rất là dễ trồng. Còn cái nhánh này thì nó mới vừa nhú ra thôi, nó chưa có ra rễ đó. Thì mình ngâm vào trong cái bình nước bằng thủy tinh thì nó ra rễ được 3 nhánh nè các bạn đó. Mình có thể gây giống bằng cách ngâm nước, tại vì là mùa đông đó các bạn, nên Quỳnh Mai ngâm nước vào trong nước thì nó ra rễ. Mùa xuân mình đem ra trồng. Còn có nhiều cách để nhân giống, đó là mình có thể dâm vào trong đất cát thì nó cũng ra rễ. Còn cái nhánh này thì Quỳnh Mai cho đất vào trong một cái bịch ni lông và bó nó lại thì nó cũng ra rễ luôn đó các bạn. Và cái dâm cành mà bằng nước đó rất là dễ luôn, mình không cần ngó tới nó nữa, mình chỉ bỏ vô trong cái bình ni lông hoặc là bình thủy tinh rồi mình chế nước ít ở dưới này các bạn, không có chế ở cao trên thì sợ nó hư cái nhánh. Mình chế vừa đủ tới cái gốc này của nó, gốc này nè các bạn, thì nó sẽ ra rễ. Rồi vài ba ngày mình thay nước một lần, rồi mình để đó tới mùa xuân mình đem ra trồng vào trong những cái chậu một ga lông này để cho nó thích hợp với đất. Xong rồi nó mạnh lên rồi nó cho lá thì lúc nào rễ nó bọc đầy ở trong cái một cái lau này thì các bạn bứng trồng vào trong chậu. Các bạn nhìn thấy ở trên cái nhánh nó mọc lá ở phía trên ra thì lúc đó là cái rễ nó đã phát triển rồi, nó thích hợp với đất. Thì các bạn đem trồng nó vô trong chậu thì một chậu chỉ cần có 4 nhánh các bạn đó. Thì bây giờ mình có
ba nhánh ngâm nước và một nhánh mình bỏ vào trong cái bịch ni lông có đất. Thì cái hai cái phương pháp này, cái phương pháp nào nó cũng ra rễ hết, thanh long rất là dễ trồng các bạn. Và điều cốt ý là Quỳnh Mai lựa những cái nhánh mà nó có trái rồi nha các bạn. Các bạn nhớ lựa cái nhánh đã có trái rồi các bạn trồng thì nó sẽ dễ có trái hơn là những cái nhánh non. Mình lựa cái nhánh già đã có trái rồi mình cắt xuống, mình đem dăm vô trong nước hoặc ngâm dăm vô đất thì khi mình trồng á nó sẽ ra dễ nó dễ có trái hơn các bạn. Đó. Thì Quỳnh Mai có một chậu rồi, chỉ trồng có một năm là có ra trái rồi, năm tới năm nay là năm thứ hai đó các bạn. Bây giờ tiếp theo thì Quỳnh Mai sẽ lấy đất potting mix đó, đà bao này bỏ vào trong những cái chậu một ga lông. Trong những cái chậu một ga lông thì Quỳnh Mai cũng bỏ rơm vào để cho nó bít những cái lỗ để cho đất không có thoát ra ngoài khi mình tưới nước. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ bỏ đất vào trong mấy cái chậu nha. Đây là cái nhánh thanh long mà mình bó đất nè các bạn. Đó, bó vô trong cái bịch rồi xong cái mình đổ nước vào để cho nó âm ẩm, nó ẩm rồi nó ra rễ đó. Và Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là khi các bạn chọn những nhánh thanh long để làm giống trồng lại thì các bạn nhớ là chọn những cái nhánh nào nó đã ra bông rồi, năm rồi đã có trái, và các bạn chọn cái nhánh nó dày nha các bạn. Mình bóp cái này thì mình thấy nó dày chứ nó không được mỏng. Nếu mà nó mỏng là nó xấu, mình trồng nó không có tốt nha các bạn. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ trồng cái nhánh này đó. Các bạn nhìn thấy cái rễ nó, mọc ra rồi đó, rất là dễ luôn. Các bạn khỏi cần dăm dưới đất trong cát gì hết, các bạn cứ lấy cái bịch ni lông đó, các bạn lấy cái bịch ziplock nè, các bạn bỏ đất vào, rồi cái bỏ cái nhánh thanh long này vào, rồi các bạn bó lại, các bạn tưới nước cho nó ẩm á. Đây các bạn cột lại phía trên miệng nó vậy, cột lại cái băng keo cột bó chung quanh cái bịch ni lông này thì các bạn để nó sẽ ra rễ như Quỳnh Mai làm nè, các bạn thấy không? Đó, nó ra rễ quá trời. Rồi bây giờ mình lại trồng cho nó xuống cái chậu một ga lông để nó phát triển nha các bạn. Chứ giờ chưa thể mà trồng thẳng vô trong chậu được. Chừng nào các bạn nhìn thấy ở trên ngọn nó mọc hai cái lá ra thì các bạn mới trồng vô trong chậu. Đó, bây giờ hôm nay khoét lỗ ở chính giữa đất potting mix nha các bạn. Đất này đầy đủ chất bổ, người ta đã trộn vô rồi. Rồi hôm nay để cái nhánh thanh long bó đất vào đó, để nó chính giữa rồi lấp đất lại, rồi lấy đất ở trong bỏ vào. Nhánh thanh long bó đất vào trong cái chậu một ga lông rồi thì giờ tiếp theo Quỳnh Mai sẽ trồng cái nhánh thanh long mà ngâm trong nước đó. Thì Quỳnh Mai cũng có cái lỗ xuống giữa và cho cái nhánh thanh long mà ngâm trong cái chậu nước nó ra rễ rồi nè các bạn. Đó, cái này ngâm trong chậu nước nên cái rễ nó dài như thế này. Rồi mình cũng lấp đất lại luôn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ làm
một lượt ba nhánh. Không có đứng. Rồi cái nhánh này cũng ngâm nước rồi để. Đó, các bạn nhìn thấy cái rễ của nó rất là mạnh luôn. Rồi để vô đây tấp tấp lại. Quỳnh Mai đã trồng 4 cái dây thanh long vào trong 4 cái chậu một cây long rồi nè các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cách nhân giống thanh long có hai cách. Đó là mình cắt dây thanh long vào cuối mùa thu, mình đem ngâm vào trong cái bình nước để cho nó ra rễ. Và cách thứ nhì là mình lấy cái nhánh thanh long đó mình bó đất thì nó cũng ra rễ luôn các bạn. Đó. Thì mùa thu vừa rồi Quỳnh Mai đã ngâm nước được 4 cái nhánh thanh long và bó đất một nhánh thì nó ra rễ. Hôm nay Quỳnh Mai đem ra để trồng vào trong cái chậu một long, chừng nào cái rễ nó phát triển thêm nữa, nó chịu với đất xong rồi thì nó sẽ mọc lá lên, thì chừng đó Quỳnh Mai sẽ đem nó trồng vô trong cái chậu. Và điều cố ý khi mình muốn gây giống nhân giống thanh long thì mình phải lựa cái nhánh nó già có bông rồi và nó có cái dày, bề dày của cái lá nó có bề dày các bạn, thì cái nhánh thanh long đó mới làm giống được, nó mới tốt. Còn nếu mà mình bóp cái lá của nó mỏng, mình cảm thấy nó mỏng á, thì mình không có chọn làm giống được. Cũng như cái nhánh này các bạn nhìn thấy nó có bị dày cỡ hay đi, mình bóp thấy nó cứng như vậy mình mới làm giống nó mới tốt. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là có hai cách nhân giống mà Quỳnh Mai áp dụng, nó đã thành công, nó đã ra rễ rồi. Bây giờ chỉ chờ nó lên lá là mình đem đi trồng, tức là tới tháng 5 là mình xuống giống được rồi đó các bạn. Còn bây giờ thì chờ nó ra rễ thôi. Thì nói về nhân giống thanh long thì nhiều người người ta nhân giống lúc mà mùa hè hoặc mùa xuân, thì người ta có thể cắm lên trên đất cát thì nó cũng ra rễ rất là dễ, nhất là đất pha cát ra rễ rất là dễ. Nhưng mà tại vì Quỳnh Mai muốn trồng ngay cái đầu mùa xuân này nên Quỳnh Mai mới là nhân giống bằng cách ngâm cái nhánh thanh long vào trong nước và bó nó. Còn nếu mà nhân giống vào lúc mùa hè mùa xuân thì mình cứ việc cắt nhánh xuống rồi mình để rim nó ở trên lại. Quỳnh Mai tiết kiệm những cái nhánh mà lúc đó mình mùa xuân mùa hè gì đó nó đang ra bông để cho trái, nên Quỳnh Mai để dành để coi nó có ra bông ra trái không, nên không có cắt. Quỳnh Mai chỉ cắt là cuối mùa thu, lúc đó hết bông hết trái rồi Quỳnh Mai cắt tỉa nó đó các bạn, nên mới gây giống lúc mùa thu bằng cách ngâm nước đó. Còn mình nhân giống mà lúc mùa xuân mùa hè đó
thì cái nhánh mình cắt rất là uổng, biết đâu cái nhánh nó ra bông ra trái cho mình, rồi mình cắt đem đi nhân giống thì rất là uổng. Nên Quỳnh Mai mới chờ tới mùa thu mới cắt nhánh thanh long để nhân giống các bạn. Vậy thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, ủng hộ Mai đăng ký xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt, hẹn với các bạn video kỳ sau.